Tin rất buồn đối với những anh chị nào mình đang muốn đi định cư Canada theo cái diện visa khởi nghiệp Startup Visa SUV. Bởi vì là cuối tháng 4 vừa qua thì chính phủ Canada đã ban hành một cái quy định mới đối với chương trình SUV, là một cái quỹ, một cái tổ chức được chính phủ chỉ định thì chỉ được phép cấp tối đa cái thư phê duyệt cho 10 dự án trong vòng 1 năm mà thôi. Giải thích cụ thể hơn cho điều này có nghĩa là nếu như trước đây một cái quỹ hay là một cái tổ chức được chính phủ Canada chỉ định thì họ được phép cấp cái thư phê duyệt hay còn gọi là LOS cho tất cả các dự án nộp vào, thì giờ đây cái số lượng cái dự án mà họ có thể cấp cái thư phê duyệt chỉ còn giới hạn lại là tối đa 10 dự án trong vòng 1 năm mà thôi. Và cái quy định mới này sẽ dẫn đến hai cái vấn đề lớn mà chắc chắn là các nhà đầu tư ở trên toàn cầu sẽ không thích. Đầu tiên đó chính là cái việc xét duyệt cái dự án mà anh chị nộp vào để mà nhận cái thẻ xanh cho cả gia đình sẽ khó hơn rất là nhiều. Nếu như trước đây cứ dự án nào nộp vào thì cũng sẽ nhận được cái thư phê duyệt, thì hiện tại thì họ sẽ phải chọn lọc lựa những cái dự án nào thực sự khả thi và mang lại những cái lợi ích đổi mới cho đất nước thì mới có khả năng nhận được cái thư phê duyệt của các quỹ đầu tư mà thôi. Và cái vấn đề lớn thứ hai đó chính là về cái chi phí đầu tư cho cái chương trình SUV chắc chắn là sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì thực ra mà nói là các quỹ đầu tư, các tổ chức này họ cũng phải hoạt động và họ cũng phải cần tiền. Nếu như trước đây họ có thể cấp rất là nhiều cái thư phê duyệt thì cái số tiền họ nhận vào thì nhiều hơn. Tuy nhiên hiện nay thì với cái việc là giới hạn số lượng các dự án chỉ được 10 dự án trong vòng 1 năm như vậy, thì cái chi phí mà các nhà đầu tư bỏ ra cho một cái dự án để nhận được cái thư phê duyệt của các tổ chức này cũng sẽ phải tăng lên đáng kể. Và lý do cho cái quy định mới này là chính phủ Canada họ muốn giải quyết những cái hồ sơ còn tồn động của chương trình SUV, và họ muốn nhận vào những cái nhà đầu tư, những cái dự án thực sự chất lượng và mang lại lợi ích cho đất nước Canada. Do đó những cái anh chị nhà đầu tư nào đang mong muốn đi định cư Canada cho cả gia đình theo cái diện SUV này thì hãy chuẩn bị cho cái bộ hồ sơ của mình thật là kỹ lưỡng và chỉnh chu, cũng như là nhanh chóng tìm hiểu và đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất anh chị nha.